Ra nào, ra nào, ra ngoài đi nào. Cuối cùng thứ nghiệp chủng này cũng ra khỏi cơ thể của mình. Nhìn nó đúng là thứ quái quật, giống y chang như thằng cha của nó. Tất cả đều là kẻ phụ bạc xấu xa. Được rồi, cha của ngươi đối xử tệ với ta, vậy thì ta sẽ không nuôi giữ ngươi nữa. Ta sẽ bỏ ngươi đi. Nín đi, đừng khóc nữa. Chỉ tại số người đen đuổi mà thôi. Lần sau hãy đầu thai vào con của một nhà quyền quý cao sang và có một thân hình là một người bình thường. Ngươi đừng có trách ta, mà hãy trách người cha khổ kiếp của ngươi. Tới rồi. Này, những lão già vô gia cư ở đây đã đóng tiền bảo kê tháng này chưa? Còn cái lão già điên này tới đây ở đã thông báo một tiếng trước chưa vậy? Tôi không biết. Mấy anh bảo kê cả lắm mà. Được rồi, tháng sau ông nhớ đóng tiền cho tôi đầy đủ đó. Nếu không thì ông coi chừng. Còn cha con của lão già lang thang này nữa, đã đóng tiền bảo kê tháng này chưa? Sao thấy chậm trễ mấy ngày rồi đó? Làm ơn đi, cha tôi bị bệnh nặng lắm, cho tôi nợ qua tháng sau. Tháng này tôi đã lấy tiền mua thuốc hết cho ổng uống rồi. Cái gì? Có tiền mua thuốc mà không có tiền đóng bảo kê cho tao à? Mày kiếm hai cha con mày, muốn chết hay sao mày? Trời đất ơi, sao các anh độc ác dữ vậy? Tha cho cha con của họ đi. Cái gì? Cái con mụ già này, bản thân bà chưa lo xong nữa mà đã lo cho người khác rồi hay sao? Hả? Bà vừa mới nhận thêm một người khác tới ở nữa à? Anh không được làm gì nói nha. Mấy tuần trước tôi đi tắm ở bờ sông thì thấy được một người phụ nữ trẻ ném một đứa em bé xuống dưới. Tôi thấy tội quá nên đã bơi tới đó thì nhặt được đó. Nó lân nhanh như thổi vậy, hãy cho nó ở đây với tôi. Tôi đã đóng tiền đầy đủ bảo kê cho anh rồi mà. Mẹ kiếp, sao bà nhận nó vào không xin phép chúng tôi? Nhìn nó thật quái dị, có cái đầu là một cái máy vi tính. Được rồi, tiền bảo kê hai người là gấp đôi. Bà chỉ mới đóng một phần thôi, đóng thêm một phần nữa. Nhưng mà sao? Bây giờ bà có muốn bà và nó ăn đòn giống hai cha con đằng kia không? Được rồi, để tôi lấy tiền tiết kiệm cả năm của tôi ra đóng cho mấy người. Hả? Bà ơi, có chuyện gì vậy? Sao bà lại khóc? Còn hai người đàn ông này là ai? À, thằng nhóc con đầu máy tính, mày thức dậy rồi à? Bọn tao nói cho mày biết, bọn tao là bảo kê ở đây. Tháng sau mày phải lo kiếm tiền đóng tiền bảo kê đó. Nếu không, tao đập chết hai bà con mày. Hả? Cái gì? Hai tên xấu xa, thật đáng ghét, thật đáng ghét ngươi. Trời đất ơi, cháu ơi, mau dừng lại, đừng đánh bọn chúng, nếu không có sẽ gây họa đó. Một chút xấu xa như thế không xứng đáng tồn tại trên đây. Trời đất ơi, thằng nhóc con có cái đầu máy tính, nó đánh bại lũ giang hồ bảo kê kìa. Hay lắm nhóc con. Hả? Mau dừng lại đi, nó đã gây họa rồi, mấy người còn cổ vũ cho nó làm gì nữa. Trời đất ơi, cháu của bà ơi, không xong rồi. Tại sao cháu lại đánh lũ giang hồ đó? Bọn chúng rất xấu xa và rất đông, bọn chúng sẽ kéo tới đây và giết chết cháu mất. Hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây thưa bà? Mau rời khỏi nơi đây. Hả? Chạy đi. À đúng rồi, cháu hãy tìm về gia đình của mình, tìm lấy cha mẹ của mình. Đi đi. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. À, bây giờ phải đi đường nào nữa đây? Gia đình của mình ở đâu? Cha mẹ của mình là ai chứ? Đau quá, đau quá. Ồ, hình như có người gặp nạn thì phải. Lũ súc sinh khốn kiếp này, ông tránh xa ta ra. Đừng cắn ta nữa. Tiếng có ai đó? Hả? Đằng kia. Trời đất ơi, một người đàn ông bị lũ sư tử xé xác. Nhanh lên, mình phải cứu ông ấy. May quá. Là một thằng nhóc có cái đầu máy tính à? Cảm ơn người. Ồ, ông không phải là một người bình thường. Ông có một cái đầu là một cái camera. Không lẽ ông là cha của tôi? Trời. Không phải, ta không phải cha của người. Ta bị bê đê, ta không thích con gái thì làm sao mà có con được? Vậy ông là ai? Tại sao ông bị như thế này? Ta
ta nhận nhiệm vụ đi tìm chúa tể của mình là Titan Cameraman. Sau khi ông ấy nâng cấp thì ông ấy trở nên điên loạn. Ông ấy còn tấn công ta nữa. Ta suýt chết. Cũng may ta cố gắng chạy thoát được tới đây. Ông không phải là cha của tôi. Vậy cha của tôi là ai chứ? Hả? Nhìn ngươi rất giống như loại TV Man. Không lẽ ngươi là con cháu của hắn? TV Man? TV Man giờ ở đâu? Được rồi. Ngươi hãy đi về phía bắc. Băng qua khu rừng rộng lớn. Sẽ tới được lãnh địa của loài TV Man. Ngươi tới đó hỏi thăm thử. Được. Được. Tôi sẽ nhanh chóng tới đó ngay. Khoan. Khoan. Cơ thể nhỏ bé của ngươi thì không thể băng qua khu rừng kia đâu. Được rồi. Hồi nãy ta đi ngang đây thì thấy có một bãi rác có rất là nhiều thiết bị điện tử. Hãy xuống dưới đó và hút lấy những thiết bị điện tử đó. Sẽ có ích cho người đó. Hút lấy những thiết bị điện tử à? Là sao chứ? Đầu của người là máy tính. Chỉ cần hút những chiếc máy tính cũ hoặc bất cứ bộ phận gì của máy tính thì người của người sẽ phát triển to lớn hơn. Mau đi đi. Hút những bộ phận của những chiếc máy tính cũ hay sao? Dưới kia có một bãi rác to lớn kìa. À, đằng này, có lẽ đây là những bộ phận máy tính cũ. Mình sẽ hút hết tất cả vào người của mình. Dài. Trời đất ơi, mình to lớn hơn rồi, mình trưởng thành rồi. Hay quá. Được rồi, nhanh chóng đi về khu rừng phía bắc tìm gia đình của mình thôi. Xa quá. Sao đi mấy ngày rồi mà chưa ra khỏi khu rừng này nữa? Tiếc gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, một con cá sấu khổng lồ. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Mình đã biến thành cơ thể to lớn rồi. Món mới gì mình sợ đó nữa. Chết tiệt. Mày chạm cắn tao à? Vậy thì tao sẽ đập đầu mày nấu canh chua. Chết đi. Thứ xấu xa, thứ khốn kiếp. Thành công rồi. Hạ được nó rồi. Tiếp tục lên đường thôi. Ồ, nơi đây có đường xá, nhà cửa. Không lẽ mình đã tới lãnh địa của loài TV Man rồi hay sao? Đúng như vậy. Này, kẻ lạ mặt kia, mau dừng lại. Người to càng dám xâm nhập vào lãnh địa của loài TV Man bọn ta, mau quýt đi trước khi quá muộn. Không, đừng hiểu lầm. Ta tới đây không phải để gây chiến đâu, mà ta tới đây để tìm người thân, tìm cha của ta, mẹ của ta. Chắc chắn loài TV Man là thân tính họ hàng của ta. Hả? Ngươi? Ủa? Ngươi là người đầu máy vi tính mà. Nhìn ngươi cũng khá giống bọn ta nhỉ? Đặc biệt là cái màn hình trên đầu của ngươi đó. Không lẽ ngươi là con của chúa tể ta sau một cuộc đi ăn chơi bậy bạ hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng làm ơn cho tôi gặp chúa tể của mấy người đi. Chúa tể bọn ta không phải muốn gặp là gặp đâu. Được rồi, thấy ngươi tội nghiệp, ta sẽ chạy vào trong báo một tiếng để xem sao. Này, chúa tể bọn ta đã đi rồi, ngày ấy không có ở đây. Cái gì chứ? Vậy bây giờ tôi phải làm sao nữa đây? Bọn ta cũng không biết khi nào ngày ấy quay trở về nữa. Có thể là một năm, 5 năm, hoặc là 10 năm, hoặc vài chục năm. Hả? Sao mà lâu thế? Vậy các ngươi biết ông ấy đi đâu không? Làm sao bọn ta biết được chứ? À đúng rồi, thủ lĩnh của bọn ta đang truy đuổi một kẻ có tên là Upray Cameraman. Hắn là một tay tầm tốt, nhưng vì nâng cấp cơ thể của mình nên hắn trở nên điên loạn. Chủ nhân ta đang cố gắng đi khống chế lại hắn. Thôi được rồi, cảm ơn mấy người, cảm ơn những TV Man nhỏ bé. Không được, mình không được bỏ cuộc. Dù có khó khăn bao nhiêu, mình phải cố gắng bấy nhiêu. Mình phải tìm được Titan TV Man để xác nhận ông ấy có phải là người thân, là cha của mình hay không. Quang, thế giới của con người ở đằng kia.
chắc chắn nơi đó sẽ có rất nhiều rác máy tính. Mình sẽ tới đó và làm một chuyện quan trọng trước đã. Mẹ kiếp, lũ quái vật bồn cầu đây, bọn tránh đường cho ta. Tránh ra, tránh ra. Ô, đằng kia có đánh nhau kìa. Là lũ Skippy đi toilet. Chắc tiệt, bọn chúng là lũ xấu xa, đang tấn công một tay tình nào đó hay sao? Dạ, dạ, để tôi giúp đỡ ông. À, hay lắm, hay lắm. Lũ khổ kiếp quái vật bồn cầu, chết hết đi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Hả, cậu là một tay tình mấy vi tính à? Đúng vậy, tôi là một tay tình mấy vi tính đây. Còn ông là... Hả? Không lẽ ông là... Ông là... Tay tình TV Man? Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là ông. Ai cũng bảo tôi giống y đúng chưa ông? Bây giờ tôi nhìn thấy ông, tôi mới tin người ta nói đúng. Không thể nào, không thể nào. Tại sao lại xuất hiện một tay tình giống mình như thế? Không lẽ... Không lẽ... Người phụ nữ con người đó đã có mang với mình rồi sinh ra nó hay sao? Hả? Mẹ của tôi là một con người hay sao? Nhưng mà tại sao hai người lại bỏ rơi tôi, để tôi phải đi tìm người thân cực khổ như thế này? Đã mười mấy năm rồi đó. Hồi, ta hả? Tình upgrade cameraman kìa. Chuyện đó nói sao đi con trai? Hãy phụ tao một tay, không chế tình tài tình upgrade cameraman lại. Hắn bây giờ đã điên loạn rồi. À, đúng rồi, được rồi. Thưa TV cameraman. À không, thưa cha. Dạ, hãy cẩn thận đi con trai. Hắn mạnh lắm đó.